Kính chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ thuật Cam Sành. Như trên màn hình đây là cây cam sành đang trong thời điểm lấy cây đọt. Và hiện tại vườn này đã bấm đọt được khoảng 10 ngày rồi. Thì các bạn quan sát đây, thấy đây, tất cả các đọt nó đã nhú ra được như thế này rồi. Và hiện tại ở trên vườn là nó nhú tương đối là rất là đều vườn rồi. Về cái bộ lá đây, mình cho nhà vườn đi kích rễ thường xuyên và đồng thời là sử dụng các phần bóng lá, các dòng dinh dưỡng đầy đủ, cho nên là cái bộ lá nó rất là xanh cứng nha. Đây vì cái độ dày của lá nè. Đó, nó rất là xanh cứng. Khi mà các bạn tạo được cái bộ lá xanh cứng này á, thì cái quá trình đi đọt của cây á, nó sẽ nhanh, tức là nó sẽ tổng hợp được cái chất dinh dưỡng từ ánh sáng mặt trời và đồng thời là nó sẽ hút phân mạnh từ dưới rễ, thì cái đọt của mình nó sẽ nhanh đi hết các bạn. Đây là tổng quát về cái vườn. Tất cả các cây nó đều xanh đen luôn. Thì cái này phản đi thêm một lần phân nữa thì cây của mình nó đã đi đều đọt rồi các bạn. Thì ở cái khâu này, khi mà cây nó đã nhú đọt như thế này thì các bạn có thể tiến hành là phun sâu dưới bồi với bọ chỉ được rồi, và đồng thời là kết hợp là phun xen kẽ với thuốc bệnh để giúp cho cái cây của mình nó được khỏe, tức là nó sạch bệnh để mùa mưa này là rễ nó đánh rất là nhiều. Cái phần đầu đọt đây các bạn quan sát thấy đây, cái này là sau khi tiến hành bấm đọt á, thì sẽ tiến hành phun thuốc bệnh nha. Thì cái đầu đọt này đã khô rồi nè, nó không có ảnh hưởng tới, nó thúi ngược xuống và tất cả các mầm nó đang ra rất là nhiều. Ở cái khâu đầu tiên mà sau khi tiến hành bấm đọt á, thì cái vấn đề kích rễ là quan trọng các bạn, tức là kích rễ để cho cái rễ mình nó ra khỏe, sau đó đi dinh dưỡng đầy đủ thì cái cây của mình nó sẽ đi đọt rất là khỏe. Đây, cái mầm này ra rất là nhiều đây. Và cái lá nó rất là xanh hết các bạn. Về cái bộ tàn nhện thì nhà vườn lấy tàn nhện là khá ổn. Cho nên là cái bộ tàn nhện các bạn thấy đây, những cái tàn gì phía dưới đây nè, là những cái tàn mà mang trái bông, mang trái gì sao đó. Đó, tiếp theo là sẽ đi dinh dưỡng đầy đủ giúp cho cái mầm của mình nó ra nhanh, ra khỏe. Các bạn quan sát để ý ha, những cái cành mà nó chạy ra như thế này nè thì cái lượng tược nó ra sẽ nhiều hơn. Tuy nó ra chậm nhưng mà cái lượng tược nó ra rất là nhiều. Đây, nó ra rất là nhiều và nó ra xuống tuốt phía dưới luôn. Thì cái độ xanh của lá nó rất là xanh hết các bạn. Về cái bộ rễ đây các bạn, cho các bạn xem cái bộ rễ cam đây. Đây, do sử dụng kích rễ thường xuyên và định kỳ cho nên là cái bộ rễ nó rất là dữ các bạn. Ha, nó tạo nguyên một chùm rễ luôn nè, nguyên một cái cây nè. Đây các bạn xem thấy đây. Ha, cái gốc thì nó rất là nở ra, nó nở ra. Cái bộ lá thì nó rất là xanh, đọt thì nó ra đều. Và để được cái đọt nó ra đều như vậy á, thì cái bộ rễ nó rất là quan trọng. Thì khi quan sát cái bộ rễ đây, các bạn quan sát thấy đây, thì cái phần rễ nè, nó ra rất là dữ dội luôn nè. Đa phần là toàn là những rễ mới các bạn. Và khi kiểm tra bộ rễ á, thì cái này là bộ rễ nó vàng vàng, tức là bộ rễ rất là khỏe, không có bị gì hết ha. Còn trong quá trình sử dụng kích rễ đúng á, thì các bạn quan sát thấy đây, từ một cái rễ nó sẽ ra được những cái rễ cám, rễ chùm như thế này nè. Còn nếu như mình sử dụng kích rễ không đúng á, thì nó chỉ ra được một cái rễ cọc thôi ha. Và sử dụng các dòng dinh dưỡng đầy đủ cho nên nè, cái bộ rễ quá chừng luôn. Đó, cái này là mưa nó lòi lên thôi, chứ mà nếu màu nhiều là nó ra nhiều nữa. Đây các bạn, đó, đây là rễ. Rồi, lắp lại. Thì bộ rễ khỏe thì chứng tỏ cho cái cây của mình là nó rất là lực. Do đó là khi chăm sóc á, các bạn ưu tiên là chúng ta phải dưỡng cái bộ rễ cho nó thật là khỏe nha. Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn về cái quá trình mà chăm sóc để tiến hành lấy cây đọt cam sành cho nó hoàn chỉnh. Để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cần vườn thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn hỗ trợ cụ thể hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.